Quen em hả? Ủa ai vậy? Trời ơi, vậy mà mừng rỡ rồi. Hăng hái dữ, hồ hởi dữ. Biết ai không? Ai? Chương trình Khẩu Vị Với Ngôi Sao. Mời vô. Em đây là cái khu vực để mà thể hiện cái khả năng nấu nướng của Kim Tuyết. Còn quan trọng nhất là cái gì? Cái chỗ chứa thực phẩm. Đúng vậy. Kho dự trữ thực phẩm. Ừ. Xin được giới thiệu đây. Kho dự trữ thực phẩm. Đó. Nói chung là hôm nay là biết chương trình đến thành ra cũng là rất là gọn gàng rồi, chứ thật sự là mỗi bữa là nó rất là đầy, gọi là không còn chỗ chứa nữa. Hèn chi hôm qua thấy anh uống quá trời quá đất luôn á. Thì đó, chai nước thì phải thanh toán cho nó hết, cho nó gọn, để nhìn vô cái tủ lạnh mình thấy nó có gì đó nó gọn gàng. Đây nè, thấy không? Rau nè. Nói chung là có rất nhiều những cái gia vị phụ để cho Kim Tuyết có thể nấu nướng, nêm nếm gia vị. Nhưng mà làm cũng không quên rau. Đâu ăn rau, đau uống thuốc. Ở đây chỉ là cái phần trên, còn quan trọng là phần dưới là một kho cá. Bỏ luôn ha. Đó. Kho cá đó. Mấy chút xíu thôi nha. Cái hồi đó nhiều khi thèm, với lại thèm chấm nước tương gì đó. Bồ tát. Cái hồi ăn sống với bồ tát. Cá bạc má, cái này là. Ủa, có cá bạc má hả? Nói chung là khu vực dưới là đặc biệt dành riêng cho Kim Tuyết, chứ không phải của báo chí. Thành ra cái ở dưới nhiều khi giờ hỏi để gì không biết. Về có là ăn liền luôn. Còn mấy cái này là để dành. Cái này là ướp vô đó. Rồi cái chiên lên ăn cái cơm. Rồi. Để chả cá nữa nè. Rồi. Đó. Để ở đây. Được một điều là Kim Tuyết mua rất là nhiều cá, nhưng mà không bao giờ ăn cá, chỉ ăn rau thôi. Còn cá là để cho báo chí với mấy con ăn. Rồi chỉ là hiểu, ông phải mình anh đâu nha. Hả? Còn nhóc mình nữa. Không, thì bây giờ nói chung cả nhà không thân, nhưng mà nếu mà nói đạo là anh. Đạo là có mình anh với lại em liệt kê ra là bò phở nè, bò bún nè, bò bít tết nè, bò lúc lắc nè, ăn riết mà tối bò luôn, đi không có nổi. Không còn tăng cường nữa, nó lâu lâu buồn đi ăn gì đó, bò tơ. Nói thì câu này anh để em tự xác nhận đi, chứ giờ anh không dám nói thêm. Nói vậy em nói đi. Thiệt tình không có biết nấu cái giống gì hết trơn. Trời ơi. Không biết nấu nồi cơm ra sao, nói thiệt luôn. Rất là dở, bị gì mình đi hát diễn viên thời từ đi theo đoàn thì có mấy người gọi là chị nuôi ta nấu ở trong đoàn là dọn ra mình ăn thôi, mình ăn rồi mình hát rồi ăn ngủ vậy thôi, chứ còn không biết nấu nướng gì hết á. Thật ra là vậy. Nhưng mà nhờ sao mới chuyển hóa. Trời ơi, bây giờ có vụ nhờ trong đó nữa hả? Trời ơi. Thì nói chung là mình ý thức thôi. Thì khi mình đã làm một người vợ rồi thì mình phải bếp núc, phải nhà cửa, phải cơm nước, phải lo lắng miếng ăn giấc ngủ cho chồng. Thì nói chung thì bây giờ là Kim Tuyết rất là giỏi vấn đề nấu ăn. Thì giỏi trong nhà thôi, chứ còn không dám nói giỏi cho ai hết. Bây giờ báo chí phải xác nhận điều là nói về cái list mà món ăn của Kim Tuyết là có thể đáp ứng được nhu cầu của báo chí mỗi khi báo chí đói.